Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Khám Phá Bí Ẩn. Xin chúc quý vị và các bạn có những giờ phút trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng với chúng tôi nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký cũng như là chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất từ kênh Khám Phá Bí Ẩn. Và bây giờ sẽ là những bí ẩn cần được khám phá tiếp theo. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng quá quen thuộc với hình ảnh tiên nữ tay bưng đào tiên được in trên những chiếc đĩa nhựa, đĩa sứ và bên cạnh lúc nào cũng có một dòng chữ Hán không hề biết ý nghĩa là gì. Có người tưởng rằng đó là tiên nữ đang vượt biển, cũng có người cho rằng đó là hằng nga đang bay về trời, nhưng tất cả đều không phải. Thật ra đó chính là tiên nữ Ma Cô, một nhân vật được lưu truyền trong văn hóa dân gian Trung Quốc. Ma Cô là một vị tiên nữ được dân gian yêu quý và là một nhân vật trong đạo giáo thần tiên. Thân phận trước khi thành tiên của Ma Cô có nhiều điển tích khác nhau. Có điển tích nói rằng cô là người thời Đông Tấn Hiếu Vũ Đế, thích ăn cá, vì ăn nhầm phải thịt rắn nên nôn ra máu mà chết. Có điển tích khác thì nói Ma Cô là cung nữ đời Đường, họ Lê tên Quỳnh Tiên. Một điển tích khác cho rằng Ma Cô là con gái lương thiện của Ma Thu, một danh tướng vô cùng tàn độc của nước Hậu Triệu 319 đến 352 trong thời kỳ Thập Lục Quốc. Tác phẩm Thần Tiên Truyện của Cát Hồng được cho là nguồn tư liệu sớm nhất nói về Ma Cô. Truyện ghi rằng ở thời Đông Hán, thần tiên Vương Phương Bình giáng trần thăm hỏi người bạn Thái Kinh, còn mời thêm tiên nữ Ma Cô, một người con gái xinh đẹp chưa đến 19 tuổi, búi tóc cao, phần tóc còn lại buông dài đến eo, trên người mặc bộ áo tiên bắt mắt. Trong buổi đàm đạo, Ma Cô đã kể rằng từng chứng kiến Đông Hải 3 lần biến thành ruộng dâu, nước ở Bồng Lai đã cạn hơn một nửa so với lần nhìn thấy đầu tiên. Lần sau nếu gặp lại, sợ rằng sẽ hóa thành đất liền. Biển rộng biến thành ruộng dâu, cả quá trình phải trải qua hàng nghìn, hàng vạn năm mà Ma Cô đã từng nhìn thấy đến 3 lần, vậy thì tuổi tác của Ma Cô không thể đếm xuể được. Thế là Ma Cô đã trở thành biểu tượng cho sự trường thọ, tương đương với địa vị của Thọ Tinh. Về sau, dân gian truyền rằng vào mỗi ngày 3 tháng 3 hàng năm, Ma Cô sẽ dâng tặng rượu ngon được ủ từ linh chi và trân châu cam lộ cho hội bàn đào chúc thọ của Tây Vương Mẫu. Từ đó hình thành nên khởi nguồn của Ma Cô hiến thọ. Hình tượng Ma Cô trường thọ tiên được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Đến thời Minh, bức họa Ma Cô hiến thọ đồ ra đời và từ đó trở thành lễ vật mừng thọ phổ biến. Tranh vẽ một tiên nữ mặc áo lụa dài, tay bưng đào tiên, có thể là Phật thủ hoặc bình rượu, bên cạnh có chim hạc và hưu thần đồng hành. Nền tranh còn có cây tùng xanh và cảnh biển sóng vỗ. Trương Thành, một nhà sưu tầm cổ vật ở Nam Kinh cho biết, theo thông thường, nếu chúc thọ cho người nữ thì sẽ lấy hình tượng Ma Cô, còn nếu chúc thọ cho người nam thì sẽ lấy hình tượng Nam Cực Tiên Ông. Tóm lại, Ma Cô là hình tượng để chúc phúc các tường và sống lâu trong những dịp mừng thọ. Ở thời Minh Thanh, các công xưởng làm đồ gốm sứ ở Trấn Cảnh Đức đã bắt đầu sử dụng những hình ảnh thần thoại truyền thuyết để in lên sản phẩm như chén, đĩa, bình, ấm trà, vân vân và dần dần trở nên phổ biến. Cho đến ngày nay, những chiếc đĩa có hình tiên nữ Ma Cô tay bưng đĩa đào tiên cũng từ đó mà ra. Hình ảnh Ma Cô lúc nào cũng đi kèm với dòng chữ Hán mà chúng ta thường thắc mắc chính là Ma Cô hiến thọ. Phim về du hành xuyên thời gian. Trung Quốc đã cấm các bộ phim về du hành xuyên thời gian với lý do bất tôn trọng lịch sử và phù phiếm, theo The New Yorker. Sòng bạc. Năm 1949, chính quyền Bắc Kinh ra luật cấm đánh bạc và các sòng bạc không được phép hoạt động tại nước này. Tuy nhiên, người Trung Quốc lại rất yêu thích trò chơi may rủi có truyền thống hàng nghìn năm này. Facebook. Năm 2009, Trung Quốc chính thức đặt lệnh cấm đối với Facebook và đến nay không có dấu hiệu nào về kế hoạch cho phép mạng xã hội của Mỹ này hoạt động tại đây. Các trang mạng xã hội của Trung Quốc được phép hoạt động trong nước giúp thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ nội địa. Tuy nhiên, các mạng xã hội này được cho là vẫn chịu sự kiểm duyệt nghiêm ngặt. Google. Gmail là dịch vụ mới đây nhất của Google bị cấm bởi giới chức trách Trung Quốc. Theo Google, các dịch vụ khác của công ty gồm tìm kiếm, trang web, Picasa và YouTube cũng bị gián đoạn tại nước này. Tuy nhiên, một số người dùng vẫn có thể truy cập Gmail qua một mạng ảo VPN trả phí. Mạng ảo này cho phép người dùng vượt tường lửa Great Firewall. Trong khi đó, các trang video trực tuyến của Trung Quốc lại rất phổ biến trong nước. Hoa nhài. Sau cách mạng hoa nhài ở Tunisia, Trung Quốc đã kiểm duyệt cả từ hoa nhài bằng cách loại bỏ nó khỏi Internet và cấm bán loại hoa này tại nhiều chợ khắp Bắc Kinh. Phim nước ngoài. Mỗi năm, chính quyền Trung Quốc chỉ cho phép 34 phim nước ngoài công chiếu tại các rạp và hạn chế các phim bom tấn Hollywood mới nhất. Các bộ phim được chấp nhận công chiếu vẫn phải chịu sự kiểm duyệt gắt gao của giới chức trách và phải cắt bỏ những cảnh bị cho là mang tính công kích hoặc phá hoại. Các nhà làm phim Hollywood đang kỳ vọng Trung Quốc sẽ nâng số lượng phim cho phép trong thời gian tới. Dù có lợi thế so với các hãng phim phương Tây, các nhà làm phim Trung Quốc vẫn vấp phải sự kiểm duyệt của giới chức trách. Năm 2005, Trung Quốc dành lời khen tặng cho đạo diễn Đài Loan Ang Lee, người đoạt giải Oscar, nhưng bộ phim của ông, Brokeback Mountain, chưa bao giờ được công chiếu ở nước này. Snapchat. Không chỉ Facebook và Twitter, Snapchat cũng bị cấm tại Trung Quốc. Việc cấm cửa các doanh nghiệp phương Tây của Trung Quốc được cho là giúp các hãng công nghệ trong nước có cơ hội phát triển mạng xã hội của riêng mình. Một số mạng xã hội cây nhà lá vườn của Trung Quốc phát triển nở rộ và có hàng trăm triệu người dùng. Sinh con thứ hai. Chính sách một con của Trung Quốc đã cấm người dân sinh con thứ hai, ngoại trừ lần sinh đầu là song sinh hoặc tam sinh, do chính quyền muốn kế hoạch hóa gia đình, kiểm soát dân số, đặc biệt tại những trung tâm đô thị lớn. Phụ nữ có thai lần hai sẽ phải phá và ở một số địa phương còn bị phạt nặng. Chính sách hai con là một sự nới lỏng thêm, sau khi vào cuối năm 2013, Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng mà một trong hai người là con một được phép sinh đứa con thứ hai. Sách, báo chí. Tổng cục Báo chí và Xuất bản của Trung Quốc kiểm duyệt tất cả các đầu sách hay các trang báo trước khi phát hành. Các nhà xuất bản không tuân theo đều nhanh chóng bị đóng cửa và các tác giả chỉ có một lựa chọn, hoặc là chấp nhận kiểm duyệt hoặc chấp nhận không thể tiếp cận được với 1,4 tỷ độc giả tiềm năng. Với lợi thế đông dân nhất thế giới, những chính sách hạn chế của Trung Quốc có thể làm e sợ những người muốn tiếp cận đến thị trường đầy tiềm năng này. Do vậy mà họ phải tuyệt đối tuân theo những điều cấm nếu không muốn bị khai trừ khỏi đất nước tỷ dân.